Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm hay có tên khác là Nguyễn Hải Dương, sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 1943, là một nhà thơ, nhà chính trị Việt Nam. Ông Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ông là cựu sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguyễn Khoa Điểm sinh tại thôn Ưu Điểm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân sinh của ông là nhà báo Hải Triều thuộc dòng dõi Quan Nội Tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương, tỉnh Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng. Quê quán làng An Cửu, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc nhỏ thì Nguyễn Khoa Điểm học ở quê. Năm 1955 thì ông ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam và ông tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1964 cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân. Sau đó thì ông vào miền Nam hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên Huế, tham gia quân đội, xây dựng cơ sở của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, viết báo, làm thơ. Cho đến năm 1975, Nguyễn Khoa Điểm từng bị giam tại nhà Lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì ông được giải thoát và tiếp tục trở lại hoạt động. Vào thời điểm này thì Nguyễn Khoa Điểm mới bắt đầu làm thơ. Nguyễn Khoa Điểm đã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1975. Sau năm 1975 thì ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản, Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Ông có mặt trong ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Năm 1994, Nguyễn Khoa Điểm đã ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 1995 thì ông được bầu làm Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5. Năm 1996, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, Nguyễn Khoa Điểm đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 10 và từ tháng 11 năm 1996 là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Năm 2001, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9, Nguyễn Khoa Điểm đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, nhiệm kỳ 2001-2006. Hiện nay thì ông đã nghỉ hưu và sống tại thành phố Huế. Một số tác phẩm của Nguyễn Khoa Điểm: Báo động, Bếp lửa rừng, Bước chân ngọn đèn, Cái nền căm hờn, Cát trắng phú vàng, Chiều hương giang, Con chim thời gian, Con gà đất, Cây kèn và khẩu súng, Đất ngoại ô, Mặt đường khát vọng, Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, Cửa thép, Đất và khát vọng, Trường ca, Đất nước, Giặc Mỹ, Gửi anh tưởng, Hình dung, Về Che Guevara, Hồi kết cuộc, Khoảng trời yêu dấu, Không hạt du, Những em bé lớn lên trên lưng mẹ, Lầu, Lời chào, Màu xanh lên đường, Mùa xuân ở A đời, Ngày vui, Nghĩ về một nhãn hiệu, Người con gái chăm nón bài thơ, Nơi bác từng qua, Nỗi nhớ, Tháng chạp ở Hồng Trường, Thưa mẹ con đi, Tiến bạn cuối mùa đông, Tình ca, Tôi lại đi đường này, Trên núi sông, Từ những gì các anh trao, Tuổi trẻ không yên, Vỗ hờn, Xanh xanh bóng núi, Xuống đường, Mẹ và quả. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm khi viết Đất nước tôi là thanh niên mới trưởng thành. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm đã trả lời với báo chí sau khi bài thơ Đất nước của ông vào đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bài thơ Đất nước ông viết năm 1971 đã được chọn vào đề thi ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Ông có thể chia sẻ với thí sinh năm nay ông đã suy tư và trăn trở điều gì khi viết bài thơ này không? Lúc tôi viết bài thơ này, tôi là một thanh niên mới trưởng thành. Tôi đã viết bài thơ với tất cả ý nghĩa của tôi về đất nước như vậy. Tôi nói ngôn ngữ của thế hệ thanh niên nên có thể cho đến giờ vẫn phù hợp với tâm tư của nhiều học sinh. Khi tôi viết ra những văn thơ đó thì tôi cũng là thế hệ trẻ với các em mà thôi. Suy tư về đất nước của ông hiện nay so với trước kia như thế nào?
Bài thơ là cảm xúc rất riêng tư của tôi. Trong đó tôi chia sẻ rất giản dị, đất nước là nơi anh đến trường. Tôi vẫn nghĩ hồi đó tôi nói liều kiểu tuổi trẻ. Bây giờ thì người ta không nói như vậy đâu. Nhưng đó là cách nói của tuổi trẻ của mình. Nếu mình có sai gì thì người ta sẽ hiểu cho. Giờ mình già rồi, mình chẳng nói như vậy nữa. Giờ ở tuổi này tôi có thể viết được những văn thơ như thế nữa. Nhưng suy nghĩ về đất nước của tôi vẫn vậy. Đất nước là của nhân dân chứ không phải của các triều đại, của các ông vua. Nhân dân xây dựng lên đất nước. Đất nước là của nhân dân nên phải chăm lo cho nhân dân. Trước này thì tôi vẫn nghĩ như vậy. Ông nghĩ gì về lòng yêu nước của giới trẻ hiện nay và làm thế nào để vun đắp lòng yêu nước trong giới trẻ? Hãy để người trẻ hồn nhiên hiểu về đất nước như họ nghĩ. Khi họ được lựa chọn như vậy, họ sẽ có trách nhiệm về những điều họ nhận thức và suy nghĩ và có trách nhiệm lâu dài với đất nước của họ thôi. Đó là một cái lỗi của chúng ta nhiều năm qua khi đã khuôn sáo hóa cách thức tuyên truyền dẫn đến một số người rơi vào đường mòn tư duy. Tình yêu nước nói như nhà thơ, nhà văn là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.